kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của báo dân tộc và phát triển. Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 11 có những thông tin đáng chú ý sau: Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc chung vui ngày hội đại đoàn kết tại Thạch Thất, Hà Nội, liên hoa làng du lịch cộng đồng Tây Bắc 2023, người truyền đam mê văn hóa dân tộc cho giới trẻ cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 tại thôn Đầm Bối, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Yên Trung là quê hương giàu truyền thống cách mạng, là xã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Thôn Đầm Bối là thôn nằm ở trung tâm của xã gồm có 143 hộ dân với 607 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 82% dân số. Trong thôn hiện nay không còn hộ nghèo. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Thông qua các tri hội và đoàn thể, toàn thôn đã có 45 hộ được tiếp cận và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình với số vốn hơn 2.263 tỷ đồng. Hàng năm, Ban công tác mặt trận đã cùng với lãnh đạo thôn duy trì, tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình văn hóa, lịch sử, thể thao, vui chơi giải trí. Nhân dân trong thôn cũng đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài bằng cách xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức trao thưởng cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập. Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hầu An Lành đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và mỗi người hãy cùng chung sức chung lòng, tự nguyện, góp công, góp của xây dựng thôn xóm bình yên để bà con cùng chia sẻ và cùng hưởng thụ những kết quả đó. Nhân dịp này, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành đã tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình và quà cho xã Yên Trung. Ngày hội lớn nhất của ngành du lịch cộng đồng tại miền Tây Bắc, Liên hoan làng du lịch cộng đồng 8 tỉnh sẽ được tổ chức tại Bản Lác, xã Triềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình từ ngày 17 đến 19 tháng 11. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình, Liên hoan làng du lịch cộng đồng dự kiến sẽ có tổng cộng 22 gian hàng, trong đó bao gồm 7 gian hàng của các làng du lịch cộng đồng đến từ các tỉnh Tây Bắc, bao gồm Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái. Sự kiện được dự kiến tổ chức công phu với các hoạt động như triển lãm ảnh đẹp các tỉnh Tây Bắc mở rộng, hội nghị xúc tiến về du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023, thi ẩm thực du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời trình diễn một số nghề truyền thống, trò chơi dân gian phổ biến cũng như triển lãm những bức ảnh đẹp về du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc và miền Trung. Triển lãm không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống sẽ được diễn ra đến hết ngày 19 tháng 11 tại tỉnh Ninh Bình, hướng tới chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích danh lam thắng cảnh của Việt Nam với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế. Với sự tham gia của 15 tỉnh thành phố trên cả nước, triển lãm bao gồm nhiều hoạt động phong phú như tôn vinh các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh, cuộc sống sinh hoạt văn hóa của người dân các vùng miền giới thiệu đặc trưng văn hóa của các dân tộc thông qua 250 bức ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia được lựa chọn trưng bày. Đặc biệt, chương trình văn hóa nghệ thuật sắc màu di sản sẽ giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như hát then, hát ly, hát xoan, cổng chiêng Tây Nguyên. Triển lãm là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn vinh các di sản, xúc tiến và quảng bá du lịch, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa du lịch giữa các địa phương trong cả nước tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó tỉnh Quảng Ninh có 5 di sản. Cụ thể, các di sản gồm nghệ thuật trình diễn dân gian hát sóng cọ của người sán chỉ, nghệ thuật trình diễn dân gian hát sọng cô của người sán diều, lễ hội đình Đầm Hà, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà. Lễ hội Đình Vạn Ninh, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái và lễ hội Xuống Đồng, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. Như vậy đến nay, Quảng Ninh có tổng cộng 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận trước đó gồm Thực hành then của người Tài, Nùng, Thái, Hát nhà tơ, Hát cửa đình, Lễ hội Đền Cửa Ông, Lễ hội Tiên Công, Lễ hội Đình Trà Cổ, Lễ hội Đình Quan Lạn và Lễ hội Bạch Đằng. Đây là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tỉnh Cần Thơ vừa phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 với chủ đề Đảm bảo an ninh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Lễ phát động nhằm kêu gọi các sở ban ngành thành phố và ủy ban nhân dân các quận huyện quan tâm thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị, thay đổi những định kiến giới đang tồn tại trong đời sống xã hội. Qua đó đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động, tạo ra những hiệu ứng tích cực thu hút sự quan tâm hưởng ứng của người dân, cộng đồng và các cơ quan tổ chức, góp phần rút ngắn khoảng cách giới trong hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục. Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tổ chức 94 buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 45.000 học sinh, 1.600 giáo viên trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với nhà trường, gia đình tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho 19.606 học sinh, giáo viên ký 29.400 bản cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên không đủ điều kiện điều khiển, thành lập 86 mô hình cổng trường an toàn giao thông, trao 235 mũ bảo hiểm cho học sinh, tổ chức 6 đội tình nguyện hướng dẫn giao thông tại cổng trường. Hiện Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, ứng dụng mạng xã hội để các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện phát động và xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động từng gia đình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Thưa quý vị, Ly Minh Cường, dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, hiện là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng nể và là tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dân tộc thiểu số với mong muốn có thể giới thiệu âm nhạc đặc trưng và truyền ngọn lửa đam mê văn hóa cho thế hệ trẻ, Lý Minh Cường đã chọn di sản văn hóa dân tộc mình là nền tảng để thực hiện mục tiêu bảo vệ những nét tinh túy bản sắc của dân tộc. Từ mong muốn đó, chàng trai dân tộc Mông đã kiên trì nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân, ghi dấu nhiều thành tích đáng nể, tạo cơ hội được tham gia tổ chức và biểu diễn tại nhiều sự kiện về văn hóa ở Hà Nội và các địa phương. Bộ trang phục dân tộc Mông truyền thống và kèn sáo chính là hành trang quen thuộc của chàng trai trẻ. Điều này giúp em quảng bá và đưa âm nhạc dân tộc lên sân khấu chuyên nghiệp góp phần lan tỏa văn hóa dân tộc tới bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn với cây kèn sáo của dân tộc Mông mà cường mang đến show của đen giáp bờ đen vâu mới đây đã gây ấn tượng lớn, được hàng chục nghìn khán giả đón nhận nồng nhiệt. Với tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc, Minh cường vẫn đang tiếp tục nỗ lực, kiên trì tham gia nhiều hoạt động và dự án để góp phần phát triển, lan tỏa âm nhạc dân tộc Mông trong nhịp sống hiện đại hôm nay. Câu chuyện và hình ảnh về chàng trai dân tộc Mông truyền đam mê văn hóa dân tộc cho giới trẻ đã kết thúc bản tin ngày hôm nay quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh youtube website và trang fanpage của báo dân tộc và phát triển còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn